Mới đây thì ekip thực hiện bộ phim Sitcom 18+ Cộng. Căn hộ số 69 cho biết sẽ tạm dừng việc sản xuất để chờ quyết định chính thức từ các cơ quan chức năng xung quanh ý kiến cho rằng bộ phim đã vi phạm luật điện ảnh Việt Nam. Tập 1 của Căn hộ số 69 sau 2 tuần ra mắt trên YouTube đã nhận được dư luận trái chiều và bị đề nghị thanh tra vì vi phạm quy trình sản xuất và phổ biến phim tại Việt Nam. Vào ngày 25 tháng 6 vừa qua, cục điện ảnh cũng đã tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí để nói rõ hơn về những vi phạm của bộ phim này. Ông Đỗ Duy Anh, cục phó cục điện ảnh cũng cho biết, cục đã có công văn gửi các cơ quan chức năng gồm thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông và Tránh thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xem xét về vấn đề này. Hiện tại, cục đang chờ kết quả của ban thanh tra để đưa ra hướng xử lý tiếp theo. Còn về phía ekip thực hiện sitcom căn hộ số 69 thì cho biết, dù chưa nhận được bất kỳ thông tin trực tiếp nào từ thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch hay Cục Điện ảnh, nhưng ekip vẫn sẽ tạm dừng sản xuất để chờ ý kiến. Chính vì thế, tập 2 của bộ phim sẽ không xuất hiện trên Youtube vào ngày 6 tháng 7 tới như dự kiến ban đầu.